Xin chào tất cả quý vị khán giả nhá. Chào mừng quý vị đến với kênh của mình. Lại là mình, Leo đây. Hôm nay tiếp tục theo cầu của quý vị khán giả, Leo sẽ dẫn bài nhảy Todo Todo Cha Cha. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng vào bài. Mời các bạn hãy click vào phần đăng ký và rung chuông để tiếp tục nhận được các video hướng dẫn của kênh. Trong bài nhảy Cha Cha Lai Lan này, chúng ta sẽ đi theo 4 hướng. Mỗi hướng sẽ có 4 cung nhạc 8, nhịp đếm là 32. Chúng ta sẽ có 4 lần tác sau tường 1, tường 5, tường 7 và tường 12. Chỉ có tường 5 là đếm 8 nhịp, còn tường 1, tường 7, tường 12 chúng ta đều đếm 4 nhịp. Và bây giờ Leo sẽ đi trước tất cả các động tác để cho quý vị tiện theo dõi nha. 5, 6, 7, vào. 1, 2, 3 và 4. 5, 6, 7 và 8. 2, 2, 3 và 4. 5, 6, 7 và 8. 3, 2, 3 và 4. 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Tường thứ 2. 1, 2, 3 và 4. 5, 6, 7 và 8. 2, 2, 3 và 4. 5, 6, 7 và 8. 3, 2, 3 và 4. 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Tường thứ 3. 1, 2, 3 và 4. 5, 6, 7 và 8. 2, 2, 3 và 4. 5, 6, 7 và 8. 3, 2, 3 và 4. 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Tường thứ 4. 1, 2, 3 và 4. 5, 6, 7 và 8. 2, 2, 3 và 4. 5, 6, 7 và 8. 3, 2, 3 và 4. 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Và chúng ta sẽ lặp lại động tác giống như đi từ tường số 1 cho đến khi hết nhạc. Và bây giờ xin mời quý vị vào phần hướng dẫn chi tiết. Chúng ta sẽ đến với câu 8 đầu tiên, được chưa? Câu 8 đầu tiên, chân trái làm trụ, được chưa? Chân phải chúng ta tư thế chuẩn bị mũi chân. Và bây giờ chúng ta sẽ lùi chân phải về đi bước cha, được chưa? Sẽ lùi chân phải về, đếm 1, nhấc chân trái tại chỗ lên. 2, bước chân phải lên nháy cha. 3 và 4, được chưa? Tiếp theo, 5, 6, 7 và 8. Thì 5, 6 chúng ta sẽ có bước xoay 1 phần 4 vòng. Có nghĩa là chúng ta sẽ bước chân trái lên và xoay một góc 90 độ sang phía bên phải, mặt xoay sang bên phải nhá. Thì bước lên là 5 này, được chưa? 6 thì mặt chúng ta xoay sang phía bên phải, góc vuông 90 độ, được chưa? Và bước chân trái lên thẳng trục cơ thể phía trước ở phía bên phải này, được chưa? 7 và 8. Ok, có nghĩa là chúng ta đi thẳng lên và chúng ta mở góc vuông sang bên này, được không ạ? Ok, chân phải lùi nhá. 2, 3, 1, 2, 3 và 4, được chưa? Chúng ta xoay 1 phần 4 góc này. 5, 6, được chưa? 5 là bước, 6 là xoay và tiếp tục 7 và 8 bước chân trái lên đi cha. 7 và 8. Đến câu 8 thứ 2. Câu 8 thứ 2 thì bây giờ chúng ta sẽ có bước đi ngang đổi chân, được chưa? Thì bây giờ chân phải chúng ta bước sang này. Các bạn chú ý bước này nhé. Bước này rất hay bị nhầm. Chân phải bước sang đếm là 1 này, được chưa? Tiếp theo chân trái chúng ta trả trụ lại về chân trái là 2, được chưa? Tiếp theo chúng ta đưa chân phải về, đưa chân phải về chéo về phía sau này, 3, được chưa? Chân trái bước sang ngang và, được chưa? Và chân phải bước chéo lên 4, được chưa? Ok, thì các bạn chú ý rằng là bước chân nó sẽ đếm là 1, 2, 3 và 4, được chưa? Thì trong đó 1, 2 chúng ta đi nhịp bình thường và 3 và 4 thì chúng ta đi nhanh. Các bạn chú ý là cứ có chữ và là bước chân nó phải đi nhanh, được chưa? Ok, thì các bạn chú ý nhịp này. 1, 2, 3 và 4, được chưa? Ok, rồi. Tiếp theo nối vào 5, 6, 7 và 8 nhé. Chân phải sang ngang này, câu 8 số 2 này. 1, 2, lùi chân phải về, 3 và 4, được chưa? Tiếp theo này,
5, 6, 7 và 8 thì chúng ta lại có một xoay một bước góc 1/4 để mặt quay tiếp tục về hướng phía bên phải này tiếp, được chưa? Thì chân trái chúng ta bước sang ngang này, 5 này, 6 này thì mặt chúng ta xoay ngược về sau, có nghĩa từ mặt trước về mặt sau là xoay đủ 180 độ vì xoay 2 lần 90 độ mà, đúng không? 5, 6 và chúng ta bước chân trái lên 7 và 8, được chưa? Có nghĩa là mặt xoay về sau đây, được chưa? Đây. Thì khi chúng ta đi cả hai bước nối vào với nhau, 2, 3 này, 1, 2, 3 và 4, xoay này, 5, 6 mặt về đây, 7 và 8 tiếp tục bước sang ngang đổi chân này, 2, 2, 3 và 4, xoay tiếp này, 5, 6 mặt về đây, 7 và 8, ok. Tiếp theo, chúng ta đến với câu 8 thứ 3, được chưa? Câu 8 thứ 3 bây giờ là chúng ta có bước cha chập đi ngang, được chưa? Thì bây giờ chân phải chúng ta bước sang đếm này, 1 này, trụm chân trái vào, 2, được chưa? Và bây giờ chúng ta sẽ đi bước 3 và 4. Thì 3 và 4 có chữ và phải đi nhanh, được chưa? Thì chân phải sẽ bước là 3 và 4. Các bạn chú ý nhá. Rồi, chân phải bước sang này, 1, 2, 3 và 4. Ok. Tiếp theo 5, 6, 7, 8 thì chúng ta sẽ bước đơn thôi. Chân trái bước lên này, 5, được chưa? Trả trụ về chân phải, 6. Chân trái đưa về sau, 7. Nhấc chân phải lên, 8. Thì đây chính là câu 8 thứ 3, được chưa? Ok, nối cả 3 câu lại này, 2, 3, 1, 2, 3 và 4, xoay lần 1, 5, 6, 7 và 8, 2, 2, 3 và 4, tiếp tục, 5, 6, 7 và 8, 3, 2, 3 và 4, chân lên, 5, 6, 7, 8, được chưa? Tiếp theo, câu 8 thứ 4, câu 8 cuối cùng này, bây giờ chúng ta sẽ có bước đi chéo điểm chân, được chưa? Thì chân trái chúng ta bước lên đếm 1, chân phải đưa mũi chân ra 2, tiếp tục chân phải 3, chân trái mũi chân ra 4, được chưa? Và tiếp theo sẽ có bước đi bước quả chám để chúng ta đổi hướng sang phía bên tay trái này, được chưa? Mặt ở đây sẽ đi hướng thứ 2, tiếp tục này, 5 này, bước sang này, 6 này, bước về 7 này, 8 thì chúng ta trụm mũi chân phải về cạnh chân trái, được chưa? Thì chúng ta sẽ đi hướng thứ 2 ở đây luôn. Khi mà các bạn đi xong bước thứ 3, đi từ bước thứ 3 nhá. Ok. Ok, 3, 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4 đổi hướng này, 5, 6, 7, 8 là trụ mũi chân ở đây, đi tường thứ 2 luôn ở đây, được chưa? Ok, còn đi tường thứ 2 như thế nào? Tiếp theo thì sau tường đầu tiên chúng ta sẽ có một lần tác để chúng ta chỉ đếm 4 nhịp thôi. 4 nhịp thì chúng ta đi chân bước single step, được chưa? Chân phải bước sang này, 1, trụ chân trái vào, 2, tiếp tục 3, trụm chân phải vào 4 và chúng ta lại đi lại câu tường thứ hai một cách bình thường, được chưa? Thì trong bài này chúng ta sẽ có 4 lần tác. Thì lần giống như các bạn vừa xem xong là đây là sau lần sau tường số 1, được chưa? Và sau tường thứ 5 chúng ta làm tương tự, nhưng mỗi cái là chúng ta tường thứ 5 thì chúng ta làm 8 nhịp, tường số 1 ta làm 4 nhịp, được chưa? 4 nhịp là 1 2 3 4 xong, được chưa? Còn 8 nhịp cũng làm tương tự như vậy, tiếp tục 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, xong, được chưa? Và ta lại lùi chân phải về đi tường đầu tiên, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ có 4 lần sau tường số 1, sau tường số 5, sau tường số 7 và sau tường số 12, được chưa? Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đi lại cả 4 câu chúng ta vừa học nhé. Nào, đi các bạn đi cùng mình nhé. 5, 6, 7, vào lùi chân phải, 1, 2, 3 và 4, xoay, 5, 6, 7 và 8, 2, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 3, 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nhịp tác đếm 4 này, 1, 2, 3, 4, được chưa? Và sau đó chúng ta lùi chân phải, đi tiếp tục tường số 2 bình thường từ câu 8 đầu tiên. Vậy là mình vừa hướng dẫn các bạn xong bài. Chúc các bạn có một buổi tập thành công và có thật nhiều năng lượng. Và đừng quên subscribe và cho mình một like nha. Và nếu các bạn có điều gì góp ý cho mình thì hãy comment ở phía dưới cho mình để mình có thể làm những video tiếp theo tốt hơn nha. Chân thành cảm ơn tất cả các bạn.